Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai, ngày 28 tháng 6 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng hoàn thành đợt tiêm vaccine lớn nhất từ trước đến nay với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh sau một tuần số ca mắc mới liên tục tăng cao. Hơn 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã được làm thủ tục xuất nhập cảnh trong nửa đầu năm nay, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Áp dụng Nghị định 18 về thực hiện luật thuế xuất nhập khẩu đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Luân Sisulit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Sisulit và phu nhân đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thong Luân Sisulit trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Chuyến thăm diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công tốt đẹp vào đầu năm nay. Và Lào vừa tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Rất nhớ. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Luân Sisulit cùng phu nhân tới thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Luân Sisulit là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên tới thăm hữu nghị chính thức Việt Nam kể từ đầu năm đến nay. Và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công và sau khi các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam được kiện toàn, cùng với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vừa diễn ra thành công. Trung tuần tháng 1 vừa qua, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thong Luân Sisulit, nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức thành công đại hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng